Xin chào những người nghe Măng Giống Mọc Quỷ Đỏ. Xin mời anh em đến với nội dung bản tin trưa. Wan-Bissaka bất ngờ được thưởng lớn. Theo nhà báo Romano, Manchester United đã kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng với hậu vệ Aaron Wan-Bissaka đến năm 2025. Sau trung vệ Victor Lindelof, MU đã quyết định kích hoạt tùy chọn gia hạn với hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka. Quyết định của Man United về Wan-Bissaka, người gia nhập câu lạc bộ từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng cách đây 4 năm rưỡi, đánh dấu động thái thứ 3 của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trước đó, Man United đã để tiền vệ Donny van der Beek đến Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn và Quỷ Đỏ cũng đã cắt ngắn thời gian cho mượn Charlie McNeil tại Stevenage. Wan-Bissaka 26 tuổi, lẽ ra sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này, nhưng câu lạc bộ đã nói rõ với anh rằng anh là một phần trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag, bất chấp việc Sir Jim Ratcliffe sẽ tiến hành cải tổ MU trên diện rộng. Dự kiến Wan-Bissaka sẽ được tăng lương, hiện tại là 90.000 bảng trên tuần, nếu anh đồng ý ký vào một loạt điều khoản mới. Người đại diện của Wan-Bissaka đã thảo luận vấn đề này với câu lạc bộ từ tháng 9, trước khi nó bị tạm dừng do sự tiếp quản của Sir Jim. Choupo-Moting sẵn sàng đến MU. Theo phóng viên Christian Fon, tiền đạo của Bayern Munich Erik-Maxim Choupo-Moting sẵn sàng nói chuyện với Man United về một động thái tiềm năng trong tháng riêng. Erik ten Hag rất muốn tăng cường lực lượng ở hàng công trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra. Man United có thể ưu tiên một hợp đồng cho mượn hơn là bom tấn do lo ngại về luật công bằng tài chính. Choupo-Moting gần đây được nhắc đến như một trong những thương vụ tiềm năng của Quỷ Đỏ và Christian Fon tiết lộ rằng cả Bayern lẫn tiền đạo này đều sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Man United. Cho đến lúc này, Quỷ Đỏ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nào. Tuy nhiên, đội bóng của Erik ten Hag đã ký hợp đồng với Marcel Sabitzer theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn từ Bayern Munich vào tháng riêng năm ngoái. Giờ đây, MU có thể xem xét một lộ trình tương tự trong tháng này. Tại Allianz Arena, Choupo-Moting không còn được đá chính thường xuyên sau khi Harry Kane đến vào mùa hè. Tài năng trẻ Martial thường xuyên được sử dụng như một phương án dự phòng, khiến cựu cầu thủ của Stoke City chỉ có hơn 500 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Choupo-Moting là bản hợp đồng chất lượng của Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 34 tuổi người Cameroon đã ghi được 20 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải trước. MU săn đón tân binh chất lượng từ Dortmund. Theo Romano, mục tiêu của Quỷ Đỏ khả năng cao sẽ rời Signal Iduna Park trong mùa đông này. Man United đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để thanh lý hợp đồng với Jadon Sancho. Tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ tái hợp Dortmund nếu đội bóng nước Đức đáp ứng những điều kiện về mức phí cho mượn và san sẻ khoản tiền lương của ngôi sao này với Quỷ Đỏ. Ở chiều ngược lại, MU cũng muốn chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh khác để Erik ten Hag có thể có thêm lựa chọn. Theo nhà báo Romano, mục tiêu mà chiến lược gia người Hà Lan từng nhắm đến là Donnel Malen cũng có khả năng chia tay Dortmund ngay mùa đông này, trong bối cảnh Sancho gần như sẽ cập bến Signal Iduna Park. Truyền thông Anh tiết lộ ten Hag đánh giá cao Malen và muốn bổ sung anh vào đội hình ở giai đoạn nửa sau của mùa giải. Vì vậy, nhiều khả năng hai đội sẽ có những trao đổi để tạo ra một thương vụ có lợi cho tất cả các bên. Được biết, Malen đã chọn cho mình người đại diện mới, Michael Stevens. Động thái cho thấy anh muốn đến Premier League thi đấu. Stevens là đại diện của Ten Hag và đã đưa Rasmus Højlund đến với sân Old Trafford từ Atalanta. Điều này có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận hoán đổi giữa hai câu lạc bộ. MU nhắm đến trung vệ Barca. Theo Fischer, Andreas Christensen tiếp tục thu hút sự quan tâm của các câu lạc bộ Premier League, nổi bật trong đó là Tottenham và Man United. Ở giai đoạn hiện tại, chỉ một số cầu thủ được coi là không thể chạm tới ở Barca. Phần còn lại có thể sẽ bị bán nếu các khổng lồ xứ Catalan nhận được những lời đề nghị khổng lồ. Đội chủ sân Camp Nou không có được tình hình tài chính tốt nhất. Điều này có thể buộc họ phải bán một số cầu thủ chủ chốt. Và tờ Fiches đề cập đến Andreas Christensen. Tuyển thủ Đan Mạch đã khẳng định mình là một cầu thủ không thể thiếu dưới thời Xavi Hernandez. Việc cựu ngôi sao Chelsea gia nhập câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do càng giúp Barcelona thu về tổng lợi nhuận cao nếu bán anh ấy. Sau khi bán Fankasi cho đội bóng Al-Ahly của Ả Rập Xê Út vào mùa hè, họ có thể làm điều tương tự với Christensen, thậm chí là ngay vào tháng riêng này. Cầu thủ 27 tuổi không có ý định rời Barcelona vào lúc này, nhưng mọi thứ có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy. Tottenham và Man United đều cần củng cố sức mạnh hàng thủ và có lý do để nhắm đến Christensen. Bên cạnh đó, hai câu lạc bộ Premier League đều đang cùng theo đuổi một hậu vệ khác là Jean-Claude Tojibo của Nice. Vì Man United nên Onana chưa vội về Cameroon. Theo tờ Daily Mail, thủ thành sinh năm 1996 sẽ đá nốt trận gặp Tottenham Hotspur rồi mới lên tập trung đội tuyển quốc gia. Để chuẩn bị cho cúp các quốc gia châu Phi, những cầu thủ xuất thân từ lục địa đen
ở ngoại hạng Anh ngày hôm qua đã trở về tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ như thủ thành Andre Onana của Man United. Ban đầu, Quỷ Đỏ bày tỏ ý định muốn giữ anh lại đến hết trận gặp Wigan tại đấu trường FA Cup diễn ra vào ngày 9 tháng 1. Tuy nhiên, theo thông tin từ Daily Mail, Manchester United hy vọng Andre Onana sẽ có mặt trong cuộc đối đầu với Tottenham thuộc khuôn khổ ngoại hạng Anh. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1, sẽ phần nào quyết định khả năng lọt vào top 4 của Man United mùa này. Vì vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag hy vọng cầu trò cưng ở lại để Quỷ Đỏ có lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý, Cameroon bắt đầu hành trình của mình tại Cúp các quốc gia châu Phi vào ngày 16 tháng 1. Đối thủ của họ trong trận mở màn là Guinea. Andre Onana nhiều khả năng sẽ được nghỉ ở trận đấu này để hồi phục thể lực sau chuyến bay dài. Casemiro và Martinez sắp tái xuất. Hôm 3 tháng 1, Casemiro và Lisandro Martinez được phóng viên nhìn thấy xuất hiện trên sân tập của MU và đã hoàn thành đầy đủ các bài huấn luyện. Dự kiến Casemiro và Martinez có thể thi đấu trở lại trong thời gian ngắn tới đây. Đây là tin vui cho Man United. Trước đó, huấn luyện viên Ten Hag cũng cho biết tình hình câu lạc bộ sẽ khởi sắc hơn khi nhiều trụ cột trở lại. Martinez phải nghỉ thi đấu từ tháng 9 do chấn thương bàn chân và cần đến phẫu thuật. Còn Casemiro gặp vấn đề về gân kheo. Mất hai cầu thủ này ảnh hưởng lớn đến phong độ của Man United, khiến Quỷ Đỏ thi đấu phập phù, liên tiếp nhận những kết quả đáng thất vọng. Hiện MU xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm, kém nhóm dự Champions League đến 9 điểm. Ngoài Casemiro và Martinez, Mason Mount cũng như Harry Maguire cũng tiến gần đến việc trở lại sau chấn thương. Mason Mount dưới chấn thương bắp chân phải rời xa sân cỏ trong 2 tháng, còn Maguire gặp vấn đề ở háng. Theo tờ Standard, khi Man United tiếp Tottenham Hotspur ở vòng 21 Premier League vào ngày 14 tháng 1, đội hình Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của Lisandro Martinez, Casemiro, Mason Mount, Maguire, Luxor và cả Tyrell Malacia. Trong tháng 1, MU chỉ phải chơi 2 trận, đó là cuộc chạm trán Wigan tại FA Cup vào ngày 9 tháng 1 và sau đó là chạm trán Tottenham. Nguyên nhân thất bại của Anthony. Anthony vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho Quỷ Đỏ ở mùa giải này, điều khiến các cổ động viên càng khẳng định đây là một hợp đồng thất bại. Từng được kỳ vọng rất nhiều khi gia nhập sân Old Trafford với mức phí 100 triệu euro vào mùa hè năm 2022. Anthony đã không thể đáp lại lòng tin của người hâm mộ khi thể hiện một phong độ thảm hại trong suốt hai mùa giải anh chơi cho Quỷ Đỏ. Còn nhớ Manusian đã từng tự hào ra sao khi tiền đạo người Brazil ghi bàn mở tỷ số trong trận ra mắt trước Arsenal bằng một cú cưa lòng đánh bại thủ thành Aaron Ramsdale. Sau đó, anh tiếp tục ghi bàn vào lưới của Man City và Everton khiến người ta tin rằng Anthony là người có khả năng đưa MU trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cựu cầu thủ Ajax bắt đầu chuỗi ngày trượt dài và chỉ có một bàn thắng và hai kiến tạo kể từ đó tại Premier League. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể tin tưởng vào lý do đây là mùa giải đầu tiên của Anthony và anh vẫn còn có những đóng góp vào lối chơi chung của tờ đội. Mọi thứ dần dần tỏ rõ ở mùa giải này khi thậm chí chân sút người Brazil ngoài việc chưa có nổi một bàn thắng hay kiến tạo nào thì anh cũng chẳng đóng góp trong việc xây dựng tích cực vào lối chơi chung. Tỷ lệ đường truyền thành công mùa này của Anthony chỉ nằm ở con số 78,4%. Điểm yếu của tiền đạo sinh năm 2000 là anh không có khả năng sử dụng chân phải. Việc quá phụ thuộc vào chân trái khiến Anthony không thể tung ra những đường truyền căng ngang cũng như dễ bị bắt bài bởi hậu vệ đối phương. Những hậu vệ ở ngoài hạng Anh đã hiểu rõ được lối chơi của cựu cầu thủ Ajax và thường chặn những pha cắt vào trong buộc anh phải đẩy bóng về sát đường biên ngang và phải sử dụng chân không thuận để xử lý. Từ đó, họ có thể dễ dàng ập vào để phá bóng. Bên cạnh đó, áp lực truyền thông và mức phí chuyển nhượng khiến cầu thủ 23 tuổi gặp những rào cản nhất định về tâm lý. Nhiều lần ở mùa giải này, người ta không còn thấy Anthony tự tin rời bóng mà thường tìm cách đẩy bóng qua cho người đồng đội. Thống kê rời bóng của tiền đạo người Brazil ở mùa này đã nói lên tất cả khi anh chỉ có 0,9 lần thực hiện những pha đi bóng mỗi trận. Đây là con số cực kỳ khiêm tốn nếu so với những cầu thủ giỏi về rời bóng tại ngoại hạng Anh hiện tại như Doku 4, Bukayo Saka 1,6, Leon Bailey 1,2 hay Raheem Sterling 1,9. Việc không thể cải thiện được điểm yếu là sử dụng chân phải, cùng với áp lực tâm lý nặng nề khiến đôi chân ma thuật của Anthony gần như đang phải đeo chì. Erik ten Hag có lẽ nên sử dụng biện pháp như ông đã làm với Harry Maguire, đó chính là đẩy cầu thủ sinh năm 2000 lên băng ghế dự bị để giảm tải áp lực truyền thông, nhưng vẫn cho anh cơ hội để vào sân và tỏa sáng khi cần thiết.
Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.